Bao nhiêu hôm nay cửa hàng Ba Trang có lô máy cưa xích hàng Nhật bãi nhá. Số điện thoại cửa hàng là 0976123370. Cái lô này sẽ lô chữ E nhá, sẽ gồm có 6 cây thôi. Đấy, hôm nay lên nhẹ cho các bác 6 cây. Máy thì rất là tuyển lựa nhá. Có máy Estin này, máy Shiroa 381 luôn nhá. Echo. Echo quá đẹp luôn này các bác đây. Echo nữa này và con Estin 011. Đấy, số điện thoại cửa hàng là 0976123370. Bác nào quan tâm sản phẩm liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cửa hàng em nhé. Bên em bán hàng ship hàng toàn quốc thì sản phẩm khi các bác mua theo kèm sẽ gồm có một cái tip này, tô vít này, bình chỉnh bình xăng con và một cái rũa các bác rửa cưa nhé. Rồi, em xin phép giới thiệu chi tiết luôn cái lô máy ngày hôm nay. Bác nào xem clip thì vui lòng cho em xin nút like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo. Rồi, ngày đầu tiên ngày hôm nay có con cưa Estin 011 này. Con này rất là đẹp này các bác này, ốc áng 7 màu. Một con máy tay dài. Con này thì tích hợp công suất lớn 41cc. Lam của nó lam 35 nhá, xích là xài xích chung 91 này. Đấy. Ốc áng là zin của nó các bác nhá. Thắng xích có này, con này thì thắng xích có nhá, trọng lượng máy là 5 kg. Con này chạy bao các bác là cực kỳ là mạnh luôn. Đấy. Các bác đi cắt keo kiếc thoải mái luôn và đặc biệt thì máy Estin đấy xài IC thì cực kỳ là chất lượng nhá, hàm dòng hàm riếc này. Con này thì bán cho anh em giá là 2 triệu bao phí ship nhá. Con này cắt thì quá là ngon rồi, Estin thì thương hiệu số 1 thế giới nhá. Rồi, test nổ thì bay con H1 cho các bác, con E1 cho các bác, 2 triệu bao phí ship nhá. Đây. VIP. Rồi, tiếp theo E2. E2 ngày hôm nay có con cưa Echo 360 nhá, rất là đẹp. Con này là 36cc, nòng 40mm. Đấy. Máy rất là đẹp nhá. Con này xài lam Latin, xích là xài xích chung 91. Lam của lam 35, xích là xài xích chung 91 nhá. Echo 360. Con này thì giá của nó là 2,3 triệu nhá, con số E2. E2 này giá là 2,3 triệu bao phí ship. Con này thì 36cc nòng 40mm, máy cực kỳ là đẹp. Con này các bác xẻ xích thoải mái nhá, đi xẻ này, hạ cây kiếc thoải mái luôn. Đấy, xài xích chung 91. Máy Echo này thì cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu. Đặc biệt con này là nó là dòng khai thác đó, cho nên là chạy rất là đầm máy. Máy chạy càng nóng càng dễ nổ các anh em nhá, không lo là máy nóng khó nổ các kiểu nhá. Máy cực kỳ là xuất sắc này. Rồi, test nổ tiếng máy con số 2 AC Echo AC360, con này giá 2,3 triệu bao phí ship. Ok, con này thì chỉnh hơi thiếu gió một tí nhá, sẽ chỉnh lại ngon lành. Các bác chốt đơn, các bác nhìn cái hơi háng của nó này, sáng bốc luôn nhá, rất là đẹp. Rồi, tiếp theo số 3 ngày hôm nay đó, con cưa Echo 361 cực kỳ là đẹp này các bác này. Con này thì hàng như mới luôn anh em nhá, con này thì hàng như mới luôn. 36cc đồng 40mm, máy đồng đứng thì tua nó rất là mạnh và đặc biệt nó rất là lợi xăng. Đấy, lam con này lam Latin luôn nhá, lam Echo này, lam zin này các bác này, quá đẹp luôn này. Lam này, lam Latin này. Và làm con này mới đến 95% luôn, quá xuất sắc luôn. Đấy, rất là đẹp. Cái này còn nguyên chưa bóc lớp tu bóng này, các bác nào thích mới về bóc ra, rất là mới nhá các bác nhá. Đấy, còn nguyên cái lớp tu bóng và tem này, rất là đẹp. Con này thì quá xuất sắc rồi, 36cc nòng 40mm, hệ này thì cắt thì cực kỳ là ngon nhá. Đấy, anh em đi cắt keo rất thoải mái luôn. Đó. Echo 361, máy xuất sắc này, các bác nhìn ốc của nó này, ốc 7 màu nhá. Quá đẹp luôn, khỏi chê. Con này thì bán cho anh em giá 2,6 triệu. Đấy, xăng siếc chạy những con như này thì rất là tiết kiệm xăng nhá. Đó, trọng lượng máy là 5 kg. Rồi, test nổ tiếng anh E3 cho các bác. Máy thì tích hợp bơm xăng phụ này, chuột giật trợ lực nhá. Bô đó là bô giảm thanh, rất là êm. Cực kỳ là ngon nhá. Con này giá 2,6 triệu bao phí ship. Rồi, tiếp theo E4.
4.000 đây, hoặc con cưa echo đời cao nhá. Con này con cưa echo đời cao, rất là vip luôn. Con này thì mã của nó là 3502, đời 4 số nha các bác nhá. 35cc đồng 40 ly. Máy quá đẹp luôn này. Con này thì máy thích hợp bơm xăng phụ nhá. Máy như mới luôn. Chụp ra trợ lực lớn. Bô biếc này còn nguyên lớp sơn nhá. Lam Latin này anh em này. Xích là xài xích mini, xích chuột. Lam Latin, Lam 35. Trọng lượng máy là 5kg. Thích hợp chụp ra trợ lực lớn này. Các bác nhìn này. Đó, máy đời cao. Bơm xăng phụ này. Rất là đẹp. Con này thì bán cho anh em giá 2.700.000 bao phí ship nhá. Trọng lượng máy là 5kg, 35cc nòng 40 ly. Rồi test nổ tiếng Anh E4 cho bác. Siêu nhẹ nổ luôn. Rất là nhẹ nhàng anh em nhá. Giật này. Rất là nhẹ. Làm là tình nhá. Ok, trời mưa rồi, em sẽ quay nhanh cho các bác này. Con này giá 2.700.000. Rồi tiếp theo E5. E5 ngày hôm nay có con CDOA nhá, rất là mới. Con này con CDOA 381 luôn nhá, rất là ít khi về được CDOA 381 nhá. Cực kỳ là chất phiên bản đặc biệt của CDOA 380. Con này 38cc, nòng 40 ly. Nói về dòng CDOA thì các bác biết rồi, em lên quá nhiều clip, nói chung là lên rất là nhiều rồi. Máy thì nhẹ, tiết kiệm xăng, vòng tua lớn và đặc biệt rất là bền. Dòng cưa số 1 của Nhật Bản nhá. Lam con này Lam Latin này, Lam Latin bản to nhá. Đấy, xích là xả xích mini. Lam 35. Cực kỳ là đẹp nhá, cực kỳ là mới. Trọng lượng máy chỉ là 5kg. Dòng này đi cắt keo, cắt phân đoạn thì thoải mái luôn nhá. Rồi, em sẽ test luôn tiếng nổ con E5 cho bác. Con này giá 3.000.000 nhá. Chiroa thì cực kỳ là chất lượng rồi. Ok, các bác nào muốn mua những cái dòng cưa thật là vip mà thật là bền, đấy, thật là ngon thì các bác chọn dòng CDOA. Chạy thì bao các bác là cực kỳ là chất lượng luôn. E5 giá là 3.000.000 bao phí ship nhá. Rồi tiếp theo con cuối cùng ngày hôm nay con E6. E6 ngày hôm nay có con cưa Estin 020 này. Estin thì nó là thương hiệu số 1 thế giới rồi, cho nên là anh em không phải lo về chất lượng nhá. À, con này là con tay dài. Con này Lam 35, xích là xài xích chung 91 này. Lam 35, xích là xài xích chung 91. Trọng lượng máy chỉ là 5kg. Dòng Estin thì chạy rất là mạnh, lợi xăng và đặc biệt thì cái độ bền nó là vô đối thiên hạ rồi. Đây trời hơi mưa rồi. Rồi ok, em sẽ test luôn con này đi. Thắng xích còn nhá. Con này trọng lượng là 5kg, thắng xích là trước còn. Con này MS200. Đây. Tin thì chạy nó quá là kinh khủng luôn anh em nhá. Rồi ok, mọi người quan tâm sản phẩm liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0976123370. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video nhé. Con này giá là 3.000.000 bao phí ship. Chào tất cả mọi người.